Hiện nay Quang Thắng đang có mặt tại chợ Vân, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Và hôm nay thử thách ở trên tay Quang Thắng đang cầm đây rồi. Rất là hồi hộp, không biết là MC phải thử thách cái gì đây. Hôm nay MC sẽ hóa thân làm người bán dứa. Wow. Và vừa hát vừa bán hàng. Vâng, mời quý vị hãy theo Quang Thắng vào để xem Quang Thắng vừa hát vừa bán hàng thế nào. Xin mời. Đây, chào chú. Hello. Chào Quang Thắng. Hôm nay cháu sẽ hóa thân làm người bán dứa. Nhưng mà có cái việc tức là vừa bán dứa lại vừa phải hát. Thế cho nên là chú nhường cái cửa hàng này cho cháu để cháu bán dứa cho chú. Ok. Bình thường thì chú bán bao tiền quả? Vâng, bán tầm 10.000. 10.000 quả. Rồi, mời chú ra đây để cháu bán xem nào. Ai mua dứa đây? Ai mua dứa đây? Dứa khỏe, chạy khỏe ra đây nào. Dứa rẻ, chạy khỏe ra đây. Ai mua dứa đây? Ai mua dứa đây? Ai mua dứa đây? Mọi khi là chú ở đây bán là 12.000 một quả, hôm nay chỉ bán 10.000 quả thôi. Bình thường thì chú bán bao tiền quả? Vâng, bán tầm 10.000. 10.000 quả. Mọi khi là chú ở đây bán là 12.000 một quả, hôm nay chỉ bán 10.000 quả thôi. Ông Hải, ông mọi khi ông bán à? Đấy, đây rồi. Hay quá. Rồi, cảm ơn. Rồi. Đã bán được quả rồi, đã bán được quả rồi. Đã bán được quả rồi. 10.000 một quả, 10.000 một quả. Đây. Sau đây thì xin mời tất cả bà con hãy ra ngoài kia. Chương trình Tôi Yêu Chợ Việt là tổ chức ở ngoài cổng chợ. Thì bà con đứng xem và có những nhiều phần quà dành cho bà con, vỗ tay to. Xin mời. Xin chào đón tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện. Và để thành công cho chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu các nhãn hàng tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng cảm ơn nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Cảm ơn tất cả các nhãn hàng. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu hai đội chơi lên sân khấu. Xin mời. Đứng bên phải Quang Thắng lúc này là đội đỏ. Xin mời đội đỏ giới thiệu với đội của mình. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Hạnh. Em xin chào chương trình. Chào. Tôi Yêu Chợ Việt. Chúng tôi đến đây với tư phương châm được gặp anh Quang Thắng là một, hai là được gặp, được chơi với mọi người, ba là giành chiến thắng. Xin chào khán giả, xin chào anh Quang Thắng. Tên tôi là Minh Phượng, tôi chuyên nhập rau củ quả ở chợ Vân ạ. Tôi là Nguyễn Nga, tôi bán đậu phụ và hàng thực phẩm chay. Em biệt danh là Hương Gió, chuyên là bán hàng đòi. Em rất hân hạnh được tham dự cuộc chơi Tôi Yêu Chợ Việt ạ. Tôi xin chào anh Quang Thắng và tất cả khán giả. Tôi là Tiểu Mẫn, bán rau củ quả ở chợ. Tôi rất vui được tham gia chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Đội đỏ chúng em là đội măng chua. Hay quá, cảm ơn đội măng chua. Tiếp theo thì xin mời đội xanh giới thiệu với đội của mình. Xin chào anh Quang Thắng và tất cả bà con. Tôi là Hồ Thơ, chuyên bán thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Tôi là Lê Hồng, tôi xin chào anh Quang Thắng và tất cả quý vị khán giả. Tôi là thường chuyên ship hàng đồ phù và sản phẩm chay. Tôi tên là Nguyễn Lý, chuyên bán thuốc thú y sống ở chợ. Tôi đến đây với trường Phường Trâm vui là chính và chiến thắng là chính. Tôi là Nguyễn Thị Tính, tôi bán cả tại chợ Vân ạ. Tôi là Đầu Thị Sâm, buôn bán xì lẻ và hành củ tỏi. Cũng bán hành tỏi, vâng. Đội của chúng em tên là Rau Thơm. Rau thơm luôn, thơm như rau thơm. Một bên là đội rau thơm, một bên là măng chua. Thì hai đội hôm nay sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng trong phần chơi của mình thì sẽ có những
trọng tài rất là quan trọng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ban trọng tài. Chúng tôi trân trọng giới thiệu anh Đinh Thành Phúc, đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Cảnh Toàn, đại diện nhãn hàng Cholimex Food. Trân trọng giới thiệu anh Trần Nhuận Bình, đại diện nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Sơn, giám đốc công ty Văn Sơn và giám đốc chợ Vân. Và trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Công Bình, đại diện ban quản lý chợ. Tổ trọng tài chúng tôi đã giới thiệu, người chơi đã sẵn sàng. Và bây giờ xin mời hai đội bước vào phần thi thứ nhất của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Bắt đầu! Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi đấu với các trò chơi theo chủ đề, bao gồm trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Số điểm chiến thắng tương ứng qua mỗi vòng là 100 điểm, 150 điểm và 200 điểm. Sau khi kết thúc 3 vòng chơi, đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng chung cuộc và nhận được những phần thưởng hấp dẫn, bao gồm tiền mặt và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Đội thua sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt và quà tặng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội chơi còn được nhận thêm nhiều phần quà là sản phẩm đến từ nhà tài trợ nếu chiến thắng mỗi vòng thi. Chào mừng quý vị và bà con đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Phần chơi này có luật như sau. Hai đội sẽ cử ra một người. Mỗi người múc bột đổ vào bát tô đã đặt trên đầu sẵn rồi. Và hứng cái bột ở trên bát tô này đựng làm sao cho đi qua 5 vòng tròn đỏ. Đấy. Đi qua 5 vòng và chui qua thanh ngang và không được làm rơi bột. Và đến vạch đích đây, có một người đã đứng sẵn ở trong lốp xe đạp, giơ xô ra để hứng bột. Và người có đội bột ở trên đầu hất bột vào xô. Đội nào về xong sớm càng nhiều bột thì đội đó sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Bà con ơi, vỗ tay cổ vũ càng nhiều, lát nữa sẽ nhận quà càng nhiều. Cố lên, cố lên, nhanh lên. Bốn, năm, năm vòng rồi. Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Rồi, rồi, đi. Quý vị ơi, quý vị thấy đội xanh có vẻ nhanh nhẹn hơn đúng không? Không được bỏ xô ra khỏi đầu đâu nhá. Bây giờ thì mời hai đội cùng đổ vào hai chiếc ca để tôi đo xem đội nào sẽ nhiều hơn. Rồi, cảm ơn đội đỏ, mời đội đỏ về chỗ. Và phần 1 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt, phần thắng thuộc về đội xanh. Sau đây chúng tôi xin mời bột bánh xèo Hương Xưa Mico sẽ lên trao quà cho đội thắng cuộc. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng bột Mico Hương Xưa. Trước khi đến phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin chọn ra một vị khán giả vỗ tay to nhất, nhiều nhất để cổ vũ cho hai đội chơi. Bây giờ thì xin mời đại diện Cholimex Food sẽ chọn một vị khán giả bất kỳ. Và thay mặt ban trọng tài, tôi xin mời chị áo xanh ạ.
Cảm ơn vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Từ những hạt đậu nành dinh dưỡng cao, lên men tự nhiên 100% trong thời gian dài. Nước đường Cholinet nâng tầm gia vị cuộc sống qua nhiều công thức nấu ăn hảo hạng. Từ nhà hàng đến gia đình. Nước đường Cholinet lên men tự nhiên, tinh túy đậu nành, tinh hoa ẩm thực. Cholinet Food, gia vị cuộc sống. Và đây là phần 2 của chương trình. Phần 2 có 3 thử thách dành cho hai đội chơi. Bây giờ thì mỗi đội chơi cử cho tôi 2 người bước lên. Và sau đây thì chúng tôi xin đọc thử thách thứ nhất dành cho hai đội chơi. Người chơi di chuyển vào cổng chợ, tìm đến khu vực có gắn lá cờ của chương trình. Tại đây, chương trình đã chuẩn bị 4 con cá. Mỗi người chơi phải dùng cần câu bên cạnh đứng ở vị trí quy định thực hiện câu cá mang về sân khấu. Đội nào hoàn thành thử thách và mang về sớm nhất thì đội đó sẽ giành chiến thắng. 3 2 1 Quý khán giả cổ vũ nhiệt tình lên, vỗ tay to vào. Quý khán giả có nhìn thấy rõ ở trên màn hình không ạ? Hay quá. Hay quá. Hi, xin chào cả nhà. Xin hớp, xin khóc kìa. Ở phần thử thách thứ nhất, đội nào giành chiến thắng? Rồi, chúc mừng đội xanh đã giành chiến thắng ở thử thách thứ nhất. Và bây giờ sẽ đến thử thách thứ hai. Người chơi di chuyển đến sạp bán chanh, mỗi đội tìm 2 quả chanh có gắn logo của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Sau đó bỏ 2 quả chanh lên đĩa đạo cụ của chương trình, mang về sân khấu. Đội nào mang về sớm hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1. Hai đội cùng cổ vũ đi. Quý vị khán giả, vỗ tay to lên, vỗ tay to lên. Quý vị khán giả vỗ tay to lên để ủng hộ cho hai đội nào. Đội xanh không được cầm vào dây xa, không được cầm vào mép đĩa. Cầm dây xa ra, cầm dây xa ra, lui dịch ra. Vâng, đi khéo vào, không được để cho chanh rơi xuống đất. Nhanh lên, thời gian có hạn, nhanh lên, hai đội. Chúng tôi hơi tiếc một chút xíu bởi vì là đội xanh ngay từ đầu đã cầm sát vào mép đĩa chứ không cầm vào 2 sợi dây. Cho nên là đội xanh sai luật. Chính vì vậy, chúng tôi tuyên bố đội đỏ giành chiến thắng. Quý khán giả thân mến, vừa rồi 2 thử thách. Thử thách 1 thì đội xanh giành chiến thắng. Thử thách 2 thì đội đỏ giành chiến thắng. Bây giờ sẽ là phút quyết định. Đội nào sẽ giành thắng thua? Hai đội lưu ý, thử thách của hai đội trưởng như sau. Ở trong chợ có chị Hoa bán tạp hóa, có 2 loại đỗ. Tuy nhiên 2 loại đỗ này đã bị trộn lẫn vào nhau. Mỗi người chơi hãy giúp chị Hoa lựa 2 loại đỗ. Đội nào hoàn thành và mang 2 đĩa đỗ về sân khấu sớm hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
3, 2, 1. Mời tất cả hai đội lên đây để cổ vũ cho đội mình. Tôi thấy rằng là đội đỏ có vẻ là khỏe khoắn hơn và mạnh mẽ hơn đấy. Cho nên là đội xanh cổ vũ mạnh hơn. Hết giờ rồi, chạy về đi. Hết giờ. Hay quá. Đội xanh thấy không thấy đâu và về muộn mất ra hơn một phút của chúng tôi rồi. Đấy. Theo quan sát của chúng tôi thì đội xanh thì có vẻ nhiều hơn đội đỏ, nhưng thời gian chúng tôi đã quy định ngay từ ban đầu. Chính vì vậy, đội xanh về chậm hơn đội đỏ mất gần một phút. Vì vậy, đội đỏ giành chiến thắng. Sau đây thì chúng tôi xin mời vị đại diện của nhãn hàng Chocolate Milk Food sẽ lên trao quà cho đội thắng cuộc. Hay quá. Cảm ơn nhãn hàng Chocolate Milk Food đã trao quà. Và bây giờ thì xin mời đội tổ trọng tài sẽ chọn ra một khán giả vỗ tay to nhất. Hãy mặt tổ chúng ta, tôi xin chọn vỗ áo sọc, vỗ sọc. Chị đi chợ hôm nay thì chị mua món gì để về nấu cơm? Dạ em chưa mua gì vì... Có chương trình ở đây cho nên là thôi hoãn lại việc đi chợ. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời tổ trọng tài tặng quà cho chị. Đây là một phần quà của Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Cảm ơn chị rất nhiều. Quý khán giả đừng rời xa màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay trong ít phút. Quý khán giả thân mến, hiện nay thì vào phần chơi dành cho chính quý vị khán giả. Chúng tôi có những quả bóng để trên sân khấu đây rồi. Và bốn người chơi của chúng ta phải bịt mắt. Và trong thời gian 3 phút, hai người nào chọn được nhiều, nhặt được nhiều bóng nhất thì hai người đó sẽ nhận được phần quà của chương trình. Và thời gian 3 phút dành cho khán giả chơi bắt đầu. Nữa lên, sang bên phải. Em bỏ sang bên phải. Còn nhiều. Chân, đây là chân MC, không phải bóng. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta cùng đếm xem ai sẽ nhiều quả hơn nhá. Tôi nhìn đây tôi biết rồi, chị áo đen này là nhiều nhất này. Chị áo hồng thì có 6 quả đúng không? Chị áo đen này được 5 quả. Đấy. Chị áo bò cũng được 6 quả. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai người trùng nhau. Vậy thì hai người này phải chơi tiếp tục để tìm ra một người thắng cuộc. Mời quý vị khán giả vỗ tay to nữa lên. Và thời gian bắt đầu. Đó. Cao lên, ra khỏi sân khấu đi. Bóng đang ở ngoài đất cơ mà. Đó. Nữa lên. Gạt bạn ấy ra. Ngồi xuống. Lấy đi. Hết giờ.
bóng chị vừa nhét vào đâu? Em thuộc kinh nghiệm nên là dư vòng 2 em nhét vào người. Thế còn áo bò, tại sao đợt này em lại yếu đến như thế? Sao không làm giống như là áo hồng đến kia cả? Nhỏ quá, áo nhỏ quá, bưởi to quá nhẹ được. Đây tôi có hỏi về bưởi đâu. Không có chỗ để nhét nữa. Rồi, không có chỗ để nhét, rồi. Vậy thì quý vị khán giả, ai sẽ giành chiến thắng trong phần thi này? Chắc chắn là áo hồng rồi, không sai tí nào. Áo bò về chỗ, cảm ơn em rất nhiều. Em rất xinh nhưng mà không có quà. Mico Hương Xưa sẽ trao hai phần quà cho hai vị khán giả may mắn. Cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Hương Xưa. Cảm ơn anh. Hương Xưa như ý cho ta một chiên giòn thịt ngon. Em chiên món gì cũng nóng cũng ngon cũng giòn. Này em ơi hay mà mua liền bột chiên của Hương Xưa, cả nhà thích lắm nha bà xã. Giòn giòn quá ngon. Anh Dũng. Mẹ ơi con thích. Giòn giòn ngon ngon. Bột chiên giòn Hương Xưa sản xuất theo công nghệ và chất lượng Nhật Bản. Chào mừng quý vị và bà con quay trở lại với phần 3 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Mỗi đội cử ra cho tôi 2 người và vào trong vòng trong này như hai con gà chiến đấu vậy. Thì chúng ta sẽ quắp chân vào, chúng ta đá đổ ngã đối phương. Sau đó ra kia nhặt một củ quả bày về kệ. Bước tiếp theo nữa chúng tôi sẽ có 2 phút giao bán như thế nào đấy, bán được củ quả chúng mình vừa lấy ở cái rổ kia về. Đội nào bán được nhiều đồ, đội đó sẽ giành chiến thắng. Và thời gian tính cho hai đội bắt đầu. Co chân lên, co chân lên. Tiến đi. Rồi, ra rồi, đội xanh thua. Về, đúng rồi. Chân lên, chiến. Rồi, đội xanh thắng. Chiến. Rồi, đội xanh thua. Đội đỏ thắng. Tiếp theo, tiếp theo. Không đạp nhá, không được chơi đạp. Rồi, đội đỏ thua. Tiếp tục, tiếp tục. Vào. À, đội đỏ thua. Nhanh lên, thời gian lại. Nhanh lên, nhanh lên. Chiến. Đội xanh rất cố gắng nhưng mà lại đội xanh bị hụt ngã trước. Đấy. Đội đỏ thắng. Vào. Xanh thua, đỏ thắng. Tiếp theo, nhanh 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 nhanh, cử người ra chiến. Đỏ thua, xanh thắng. Bây giờ tôi sẽ dành cho 2 phút dành cho đội xanh để giao hàng. 2 phút dành cho đội xanh, bắt đầu. Đồ, bà con ơi, mày vô mày vô. Đội xanh có quả lê vừa vàng vừa mát. Ai chị em nào trồng quân rượu xay nên mua về để giạt rượu nha. Rồi, rau xanh rau sạch đây, 5.000 đồng một bó, rau đầm tơi đảm bảo chất lượng, trồng thủy canh không phun bơm thuốc từ sau, mày vô mày vô. Rồi, bà con ơi, đây là quả xoài. Vâng, quả xoài dặn rồi bán à. Chúng ta sẽ ai cũng được mua, ai nhanh chân sẽ được mua trước. Đây là quả xoài rất ngon ngọt. Rồi, Việt Nam chất lượng cao. Hết giờ của đội xanh và thời gian dành cho đội đỏ bắt đầu. Cô nào trồng bỏ trồng tre xin mời mua thanh long về ăn vừa đẹp da vừa mát nào. Xoài vừa già rượu vừa đẹp da. Mua nào hè đến rồi. Mua nào anh em ơi, chị em ơi, ủng hộ đội đỏ nhá. Và bây giờ thời gian dành cho các người chơi bán hàng
bắt đầu. Hoa nào, hoa nào, hoa quả tươi, hoa quả thạch đây. Hoa quả, quả tươi, hoa quả thạch đây. Lên, lên, lên. Hoa nào, hoa nào, hoa nào, hoa nào, hoa nào, đây. Hoa nào, hoa nào, hoa nào, đây. Hoa nào, hoa nào, ủng hộ đội đỏ đây. Chị em ơi, ba con ơi. Bạn ơi, yêu chờ Việt ơi. Ủng hộ cho đội xanh đây. Mua một tặng một lệnh tiền hai đây. Yeah, cảm ơn chị nhá. Mua một tặng một lệnh tiền hai đây. Đội xanh hết chưa? Hết rồi, hết rồi. Bây giờ tôi sẽ đếm tiền của hai đội. Đội xanh giao tiền ngay đầu tiên. Tôi đếm nhá. 145.000. Bây giờ tôi kiểm tiền của bên đội đỏ. Xin mời đội đỏ. 350.000 và số tiền lẻ nữa. Vậy là đội đỏ đã giành chiến thắng trong phần chơi thứ ba này của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi xin mời nhãn hàng Cholimix Food sẽ lên tặng quà cho đội thắng cuộc. Cảm ơn nhãn hàng Cholimix Food. Sau đây thì chúng tôi xin mời nhãn hàng Việt Coco sẽ chọn cho tôi một vị khán giả vỗ tay cổ vũ nhiệt tình nhất trong phần 3. Sau khi quan sát thì theo bạn Đông Tài xin chọn cụ mặc áo màu xanh đó là khán giả cũng nhiệt tình nhất ạ. Cảm ơn nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Và bây giờ là phần dành cho khán giả để bốc thăm may mắn. Mời người có tên là Hoàng Thị Thanh, có số điện thoại ba số cuối là 855. Vâng, xin mời. Hồ Thị Hảo, có số điện thoại ba số cuối là 671. Xin mời người có tên là Nguyễn Thị Nga, có số điện thoại 3 số cuối là 522. Mời người có tên là Thị Mai, có số điện thoại là 133. Xin mời 4 phần quà dành cho 4 vị khán giả may mắn. Cảm ơn nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Quý vị khán giả thân mến, qua 3 vòng thi, vòng 1, đội xanh được 100 điểm. Vòng 2, đội đỏ được 150 điểm. Vòng 3, đội đỏ được 200 điểm. Vậy, chung kết đội đỏ sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi xin mời lên sân khấu ban quản lý chợ. Chương trình để thành công được như ngày hôm nay thì chúng tôi không quên cảm ơn đến chính quyền địa phương và ban quản lý chợ. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời lên đây ban quản lý chợ để nhận quà của chương trình. Xin mời. Một lần nữa xin cảm ơn ban quản lý chợ. Và sau đây thì xin mời trao bảng 5 triệu đồng cho đội Á quân. Và xin mời những phần quà. Xin mời hai vị đại diện của Cholimix Food và Hương Xưa bột trộn sẵn. Xin mời. Bà con vỗ tay thật lớn lên à. Xin cảm ơn bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Và để tiếp theo xin mời Cholimix Food sẽ trao quà cho đội giải nhì. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Cholimix Food đã trao quà cho đội giải nhì. Cảm ơn ạ. Sau đây xin mời bảng dành cho đội quán quân của ngày hôm nay. Xin mời. Xin gửi tặng đội giải nhất 10 triệu đồng. À. Sau đây chúng tôi xin mời Việt Coco, tinh hoa dừa Việt sẽ lên tặng quà cho đội giải nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Cảm ơn. Và tiếp theo xin mời nhãn hàng Cholimix Food sẽ lên tặng quà cho đội giải nhất. Xin mời. Cảm ơn nhãn hiệu của Cholimix Food.
Quý khán giả thân mến, chương trình ghi hình tại chợ Văn Quỳnh Lưu Nghệ An đến đây kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp cùng với báo Thanh Niên thực hiện, phát sóng 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng của báo Thanh Niên, bao gồm báo điện tử Thanh Niên Online, YouTube báo Thanh Niên, Fanpage báo Thanh Niên và trên TikTok báo Thanh Niên. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng chúng tôi. Nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex. Nhãn hàng bột trộn sẵn Miko Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế. Nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Và chúng tôi không quên cảm ơn chính quyền địa phương cũng như ban quản lý chợ đã giúp đỡ chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi ghi hình thành công chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa tạm biệt quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau. Xin chào. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.